Dạ thì nói chung là biết ăn nói, nói chung là lễ phép, với tại vì bên đây bên nhà em là gốc gốc Bắc nên Dạ. ba rất kỹ về mấy cái ăn nói đó, tại vì em lại là cháu ít tôn đó, là con trưởng ở trong trong Con trong trưởng. trong tộc đó. Vậy là trách nhiệm nặng lắm đó. Dạ Dâu trưởng lại càng trách nhiệm nặng hơn nên nhiều khi phải cái cần những người biết ăn nói này kia, cư xử cho đúng mực. Dạ hôm nay nhà đang làm giỗ nên rất là quan trọng, giỗ của bà nội đó, nên nhà không có đi kịp. Thôi này, nếu cố gắng bấm nút kia mình về ăn đám giỗ luôn ha. Ừ, xong dẫn bạn gái về ăn đám giỗ luôn, được không? Dạ đó tôi được mời anh chị về. Rồi, Dạ khỏe. rồi. Vậy có gì chúc nếu mà có gì thì về nhà năm giỗ cùng với gia đình. À dạ nếu có thể ạ. Sinh năm 1983, nghề nghiệp hiện tại của em là đang mở gara ô tô tại nhà. Nhà em ở Biên Hòa, Đồng Nai. À, ở tại biên thành phố Biên Hòa luôn hả? Dạ. Rồi, mời nhà gái. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Hồng Tươi, sinh năm 83. Em thì chuyên buôn bán nhưng mà bây giờ thì đang là tự do. Tự do là Trước dịch đó thì em làm ở trên này, nhưng mà từ hồi dịch tới giờ thì tạm ẩn về quê. Dạ, tức là giờ mình đang nghỉ ngơi đó hả? Dạ, đang nghỉ ngơi. Em bán gì vậy? Dạ, trước đây thì em làm cà phê Visa. Rồi giờ về quê mình về đâu? Dạ, em về Cần Thơ anh. Trời đất, xa vậy. Em có ý định là lên lại thành phố Hồ Chí Minh làm việc không? Dạ có, em đợi dịch nó ổn ổn xong đã rồi. Nói chung là ba má em cũng ổn ổn xíu rồi em đi. Thật ra dịch thì ổn rồi đó. Ừ, dịch ổn rồi đó. Em về Biên Hòa mở pizza cà phê được không? Dạ tùy anh ơi. Tại vì thuê đâu cũng được mà đúng không? Dạ đúng rồi. Được tình duyên của Hải sao nè? Dạ em đã trải qua 2 mối tình. Thì mối gần đây là hết năm, quen 5 năm. Bên kia thì con gái một á, nên muốn bắt rẻ, nhưng mà bên nhà bên đằng bố em thì người Bắc thì không có chịu, sợ mình khổ này kia không chịu. Trời bắt rễ có gì đâu khổ trời, tức ghê á. Ba thương con quá, sợ bắt rễ khổ quá, rồi không chịu là thôi luôn đúng không? Mối tình trước dài không Hải? Tình trước là học sinh. Em có điểm mạnh điểm yếu gì? Em điểm mạnh thì nói chung là chăm chỉ trong công việc, biết nấu ăn, không hút thuốc, không có nhậu nhẹt gì hết. Còn điểm yếu thì nhiều khi mình làm riết cũng không mình không có tự nhận xét cái điểm yếu của mình được. Rồi mời nhà gái. Nhà gái hãy chia sẻ về điểm mạnh điểm yếu của mình nè. Điểm mạnh của em thì chắc có lẽ là cũng rất là thích công việc. Đôi khi là cái công việc mình mê công việc nhiều quá, nhưng đó cũng là một điểm yếu của mình đó. Làm cho mình không có thời gian để làm cái gì đó. Không có làm gì được cho bản thân mình, thậm chí là cho gia đình của mình cũng không có luôn. Đường tình duyên của mình sao? Chắc có lẽ là cũng hơi lận đận. Nói để chính thức thì chắc khoảng là 3 thôi. Trời, còn không chính thức là bao nhiêu? Trời ơi, chị biết làm sao không? Tại vì con gái mà tới này mà kêu là không có người để ý thì chắc có lẽ là rồi. Cho nên là để mà xác định được mối tình gọi là chính thức á, thì nó cũng phải như thế nào mình có gọi là chính thức. Trời đất ơi, vậy tìm hiểu dữ lắm nghe. Bên này thú vị lắm. Em ơi, em gái muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào, có thể diễn tả chi tiết coi thấy giống bên đây không? Em thì cũng đơn giản anh Linh. Em muốn người bạn nam của em thì cũng nói chung là cũng chăm chỉ trong công việc, nói chung là biết việc. Đây là quá chăm chỉ rồi đó. Dạ, như bạn nam bên đó nói thì cũng biết nấu ăn một xíu. Em cũng thích. Rồi gì nữa? Vui vẻ là được rồi anh. Biết trên biết dưới là được. Giờ mình có nhu cầu quen bạn trai cao nhiêu không? Cái ngoại hình thì không có cần thiết đâu chị, tại vì bề trên cho sao nhận vậy rồi. Trời ơi, quá trời dễ dàng rồi. Bây giờ mình quen bạn gái á, mình có nhu cầu về bạn gái như thế nào? Dạ thì nói chung là biết ăn nói chung là lễ phép, với tại vì bên đây bên nhà em là gốc Bắc. Dạ. Nên ba rất kỹ về mấy cái ăn nói đó, tại vì em lại là cháu ít tôn á, là con trưởng ở trong tộc á. Vậy là trách nhiệm nặng lắm đó. Dạ. Dâu trưởng lại càng trách nhiệm nặng hơn nên đó. Nhiều khi phải cái cần những người biết ăn nói này kia, cư xử cho đúng mực. Công việc thì không có quan trọng, làm sao cho bố mẹ em hài lòng vui vẻ được. Vậy giờ có phụ huynh đây không? Dạ hôm nay nhà đang làm giỗ nên rất là quan trọng, giỗ của bà nội á, nên nhà không có đi kịp. Thôi này, nếu cố gắng bấm nút kia mình về ăn đám giỗ luôn ha. Ừ, xong dẫn bạn gái về ăn đám giỗ luôn, được không? Dạ đó tôi được mời anh chị về. Rồi khỏe. Dạ rồi, mình đi với ai? Em đi với chị gái. Dạ em xin chào mọi người ở trường quay. Mình là chị em kết nghĩa với em Hồng Tư 15 năm.
Thì 15 năm thì mọi người biết là tôi sống rất là tình cảm, sống có trách nhiệm với gia đình đó. Rất là ok. Chị thấy em trai bên này cũng là ok, về kinh doanh cũng hai em cũng hợp, thì mong hai em cho nhau cơ hội. Dạ. Rồi để tôi xem mặt nhà gái đó coi. Nền nã xuất hiện với một cái trang phục như thế này là thấy thích rồi. Cần Thơ gạo trắng nước trong mà ha. Dạ. Rất là nền nã đúng rồi. Mình đã trao đổi hết rồi, hai bên nghe cảm nhận về nhau hết rồi. Giờ quan trọng mình mở rào ra hai người trò chuyện với nhau thôi nha. Rồi, mở rào. Bắt đầu đi Hải. Đến với chương trình gấp quá nên cũng không có chuẩn bị gì nên tặng em. Dạ, em cảm ơn anh. Em cũng không có gì, không biết anh thích gì và như thế nào. Không chết, anh ơi rớt rồi. Không biết anh như thế nào và thích gì cho nên là hy vọng là anh thích. Cảm ơn. Vậy nãy giờ nói chuyện ở bên đó thì em nghĩ sao về cho anh một cơ hội để mình có thể gặp nói chuyện? Nếu có thể thì mình nên cho nhau một cơ hội. Ở ngoài đời thì nó sẽ thực tế hơn, em nghĩ là vậy. Có khi nào mà em có hay lên thành phố chơi không? Em trước đây á, là em đã ở trên này thời gian khá dài. Em mới về dưới quê được khoảng 6-7 tháng này thôi. Vậy có gì chúc nếu mà có gì thì về nhà năm vô cùng với gia đình. À dạ, nếu có thể ạ. Rồi, bây giờ nè, cái điều kiện hẹn hò các bạn thế nào các bạn tự trao đổi đi. Bây giờ một người ở Cần Thơ, một người ở Biên Hòa đó. Chắc để tí nữa có gì ra ngoài nói riêng. Không, giờ bàn luôn đi. Gấp lắm, gấp bóng nước, đang về đám giờ. Đây là một cô gái là làm ăn nè, rồi nói chung là tự lập. Anh lấy vợ á, là cái người vợ của anh là có vẫn còn được duy trì công việc riêng hay không? Hay là chỉ có ở nhà làm dâu thôi? Dạ, cái đó là vẫn giữ công việc riêng như đâu của anh chồng thôi ạ. À, làm dâu ở nhà anh có khó không? Không, tại vì gia đình em thì rất là dễ. Mỗi lần đám giỗ nấu mấy mâm? Đa số đập luôn. À đó rồi, ngon lành, khỏe. Để giờ tôi sợ cái vụ đó ghê luôn á. Sợ về làm dâu nấu. Đám giỗ nấu một cái là ê hề là không, không. Nói chung là cô dâu là không có thấy mặt mũi luôn á. Mình mà về đám giỗ dưới quê nọ mà rửa chén không có mệt nữa. Đừng nói chi làm gì. Hai bên hỏi nhau coi khoảng bao lâu thì mình có thể tiến tới hôn nhân được chứ. Không, cái này là phải... Người ta muốn bàn riêng. Trao đổi riêng mới được. Thôi vậy hai đứa bấm nút coi có bấm nút không, bằng riêng đi ha. Nói chung là giờ chỉ muốn bấm nút thôi đúng không? Dạ. Theo em thì bao lâu em có thể tiến tới hôn nhân được? Quan trọng là mình hợp nhau rồi mình nói chuyện như thế nào thôi. Coi mình có đến được hay không thôi. Em có muốn làm dâu Biên Hòa không? Nói chung làm dâu á, nếu như mà cả hai bên đều hợp nhau rồi thì ở đâu cũng không quan trọng anh à. Em có muốn lấy vợ liền không? Dạ rất muốn. Bây giờ em thấy cô ngồi phía trước á như thế nào? Thì cũng như cái mong muốn mình tìm á. Bây giờ Hải tới, hãy nắm hai tay của tôi ha. Dạ, dạ. Con nó còn phải nhìn thẳng vô mặt coi. Em hỏi anh nè, nếu mà gia đình anh có khó quá như vậy, anh có vượt qua được rào cản đó? Anh Đô là bên em thôi chứ còn gia đình thì tất nhiên vẫn tôn trọng ý kiến của anh. Tôi hát một đoạn nào đó cho Hải nghe. Em hát dở lắm, đợi nghe anh nghe đỡ. Kệ nó, hát đi. Dám đụng gái còn thơ hát hay lắm nơ, giỡn hoài. Hát bài chiếc nếu áo. Nếu sau này người anh yêu bội bạc, anh đừng cần những thứ cao sang. Nếu sau này họ ra đi vội vàng, em vẫn chờ anh giấu muộn màng. Biết anh yêu người đó rất nhiều, em hỏi lòng em có bao nhiêu. Trái tim anh giờ đã quen nuông chiều, xin đừng quên ta đã từng yêu. Thấy chưa? Thấy chưa? Những điều nói thì mình đã nói. Bây giờ thì chúng ta chỉ có việc là làm theo những gì con tim mình mách bảo thôi. Hai bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Nắm tay nhau được rồi, chính thức các bạn hẹn hò với nhau. Nắm đi những gì nữa trời. Chúng ta đang nắm dỗ thôi.
mình đã chính thức hẹn hò với nhau, giờ mình gặp riêng được rồi đó. Chúc cho hai em sẽ sớm tìm ra được tiếng nói chung và sớm sẽ yêu nhau thiệt là nhiều luôn. Mời bạn nữ. Rồi, mời em ngồi. Mời bạn nam. Bỏ tay quý vị. Gì vậy? Chủ gì vậy? Từ từ, một xô ca nhạc. Kích động quá vậy. Ủa, Thành Vũ Trường rồi hả? Mắt vòng trên từng trường sơn, hai đứa ở hai đầu xa thầm, đường xa chân mùa này đẹp lắm, trường sơn đông nhớ trường sơn tây. Trường sơn đông nhớ trường sơn tây. Trường sơn tây anh đi, thương em bên ấy mưa nhiều, con đường mà gánh gạo, mũi bay xin ra cho dài mà tay áo. Hết sâu rồi anh có lấy măng không? Còn anh thương bên đây em mùa đông, lúa khe càng bướm bay liền đá. Biết lòng anh say miền đất lạ, là chắc em lo biển chắn âm thu. Anh lên xe cho đổ cơn mưa, cái gạt nướng xua đi nỗi nhớ. Em xuống nuôi đang về rực rỡ, cái nhành cây gạt mỗi riêng tư. Từ nơi anh sang bên đời em, những binh đòn nối nhau ra thuyền biến. Như tình yêu nơi lời vô tận, là đông trường sơn ơi, tây trường sơn. Rồi, quá dữ em. Ngồi đi. À, vậy là anh hiểu biết làm nghề gì rồi đó. Đàn trai thấy không khí ghê không? Dạ. Thôi vậy em giới thiệu trước luôn đi. Dạ em tên là Trần Ngọc Hưng ạ. Gia đình em đã nhập cư vào Bình Dương. Nghề nghiệp của em hiện tại thì em đang quản lý một công ty nhỏ bên lĩnh vực quảng cáo và trang trí nội thất. Còn này vụ gì? Dạ cái này là cái đam mê của em. Trời ơi vậy nay tôi tưởng đâu bán kẹo kéo. Làm hết hồn. Rồi. Xin mời đàn gái. Rồi mời em gái giới thiệu. À, dạ em xin chào và tất cả mọi người và hai MC ạ. À, em tên là Lê Thị Nguyên Anh, năm nay em 23 tuổi. À, hiện tại em đang sống và làm việc ở Thủ Đức. Quê của em ở Tiền Giang, công việc hiện tại của em là lễ tân và phụ tá nha khoa. Ồ, nhưng mà hồi nãy giờ cái ấn tượng đầu tiên của em dành cho cái anh chàng bên kia là như thế nào? À, thấy vui không em? Dạ, em thấy hơi thích. Thích rồi ha. Rồi, giờ ưu điểm, khuyết điểm của em là cái gì nè? À, dạ, ưu điểm của em thì nấu ăn cũng được, là người sống tình cảm. Khuyết điểm của em thì em cũng hơi nóng tính. Có chơi thể dục thể thao gì không mà đô cái gì? Dạ em học võ taekwondo cũng nhiều năm ạ. À. Vậy hả? Đai gì? Dạ em đai đen rồi ạ. Đai đen. Bên nghe. Kia nha, đừng có giỡn nha. Nghe thấy lạnh xương sống rồi đó. Đừng có giỡn nha. Em có võ gì không em trai? Bây giờ thì em nói nó không được tròn tiếng như lúc ban đầu rồi. Sợ quá đúng không? Dạ vâng. À, ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Ưu điểm thì em rất là thích tham gia cái công tác xã hội, ví dụ như từ thiện. Còn về khuyết điểm của em không có định hướng về phía xa hơn một xíu. Không có định hướng. À, vâng. Bạn gái, bạn trải qua mấy mối tình rồi? Gần đây cũng một năm. Em cũng có quen nhưng mà quen có một ngày, không quen nữa. Quen bao nhiêu? Một ngày. Trời ơi, chưa, tôi mới quen thấy tình yêu có một ngày đó. Rồi, vậy là cũng chưa có gì sâu đậm hết trơn á. Bên kia làm sao? Em có hai mối tình. Hai mối tình. Khắc cốt ghi tâm đó ha. Vâng ạ, bây giờ nó cũng phai nhòa rồi thì mới lên đây. Rồi, vấn đề chỗ là chúng ta bắt đầu làm lại như thế nào với cái tương lai của mình ha? Dạ vâng. Em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào nè? Dạ em thích một người sống tình cảm, công việc ổn định, chung thủy, chân thành. Điều gì em không thích ở người bạn trai? Nhậu quá nhiều. Em không có nhậu được ạ. Một cái mẫu hình lý tưởng của em như thế nào? Bạn ý cao khoảng 1m60 đổ xuống là được rồi. 60 trở lên, 60 trở lên. Tóc tai. Tóc thì tất cả các màu em đều thích hợp. Riêng về cái vấn đề làm đẹp thì em rất là ủng hộ. Ngoại hình đậm người ạ. Đậm tức là đen á.
Thấy không? Là đắm là người to to á. Đang xem cái to từ cái nào. Đậm là sao? À, chạm gái rất đậm. Ồ, xinh á. Anh bên trai bên đây á là rất là năng động, biết cách làm ăn có. Em có ích kỷ không? Dạ không ạ. Có bảo thủ không? Dạ không. Không, người này dễ thương lắm. Nhưng mà đai đen nha. Em nhỏ nhắn như thế này thì nếu như bạn ấy đai đen thì rất hợp với em lắm. Cô ấy sẽ bảo vệ em. Phải không? Sao cái mong manh quá vậy? Ủa, khi nào mình kết hôn được à, em? Em đang rất là muốn kết hôn. Có nghĩa là bây giờ chỉ chờ là tìm đúng người là kết hôn thôi. Còn đúng, thời gian là không quan trọng. Đúng nào rồi. Cũng được. Vâng, em đã sẵn sàng. Mình là sẽ lập nghiệp ở đâu? Tại Bình Dương ạ. Lúc đang hẹn hò thì bây giờ cổ ở Thủ Đức. Thì em nghĩ là một tuần mình có thể gặp nhau được bao nhiêu buổi? À, em chủ động được thời gian ạ. À, bạn muốn là sẽ được. Có mới nói nha, muốn là sẽ được. Dạ vâng. Em năm nay 23 tuổi. À, thì không biết là gia đình mình đã muốn tiến cho mình gả mình đi chưa? Dạ, cha mẹ em cũng bắt đầu hối hối. Hối rồi hả? Chàng dạ. Tay gả sớm phải không? Em thích người cao thấp mập ốm như thế nào? Đừng gầy quá là được. Đừng gầy quá. Cao hơn em. Em cao 1m63 rồi. Không, bên đây cao nhiêu? Em cao 1m70 ạ. À, thôi cũng được. Gầy thì mình nuôi. Mình nuôi từ từ nó mập. Em đâu có sao đâu. À, thực tế là em không phải là người gầy. Mà cái khuôn của em nhỏ. Thế với lại một cái điều mà rất quan trọng để chứng minh cái sức mạnh của em. Ừ. Đó là nhà em 5 anh em. Sao? 73, 75, 77, 80. Và em là 88. Bố mẹ em đã đặt vòng. À. Và em trong cái 8 năm đó thì em vẫn lên lối ra được. Khi bố mẹ đã đặt vòng thì anh biết là em khỏe mạnh từ trong kinh. À, có nghĩa là bất chấp luôn. Chứ không phải là ra ngoài em mới khỏe như này. Thầy giỏi nha. Rồi bây giờ hôm nay mình đi người thân không em? Mình đi với dạ, ai? Dạ em đi với ba mẹ và hai bạn của em ạ. Dạ chào cô chú. Kính thưa chương trình, thưa anh Quyền Linh và chị Cát Tường và các bạn trong trường quay. Tôi là đại diện cho cháu Quyền Anh, mẹ cha của Quyền Anh. Thì thấy bên đàn trai cũng được. Cảm ơn. Vui vẻ, hòa đồng và cũng cao ráo. Chính chào chương trình, chính chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Tôi là mẹ của Quyền Anh. Con gái, mẹ thấy cậu này vui vẻ, dễ thương. Cho mình cơ hội, cũng như là cho hai đứa cơ hội để tiến tới. Rồi, cảm ơn cô chú. Hay là... Rồi, em đi với ai? Hôm nay em đi đại gia đình em. À, đâu đại gia đình, đàn trai đâu, đưa tay lên nào. Ồ, wow. Bố mẹ anh ruột chị dâu. Chào cô. Chào Quỳnh Linh và Cát Tường ạ. Và tất cả khán giả hôm nay có mặt tại đây ạ. Dạ. Như tôi là người mẹ thế thì tôi thấy người con gái như thế là đạt được chuẩn, là đảm bảo. Mà mong nhất là hai con yêu thương được nhau, về chỉ hiểu nhau mà sống và thương nhau, mà sống thật thà, tình cảm chân thật với nhau. Thế là chúng tôi mừng. Dạ. Tôi cảm ơn chương trình. Dạ, cảm ơn cô nhiều ạ. Cảm ơn cô. Tức là sẽ kéo mở rào ra để cho hai bên gặp mặt rồi mình quyết định nha. Rồi, mở rào. Rồi, bắt đầu đi em trai. Ngày đầu gặp mặt anh có món quà tặng em. Dạ, em cũng có món quà gửi anh ạ. Anh cảm ơn em. Anh thấy em như thế nào ạ? Lúc ở bên này thì anh cũng không hình dung ra như thế nào. Anh cứ tưởng tượng em phải là bự lắm cơ. Nhưng mà như này thì anh nghĩ là đẹp rồi. À, khuôn mặt rất là bầu bì là... Chị bầu bì. Trời đất ơi. Bầu bì. Chưa gì bì đã bầu rồi. Mới chưa gì bầu bì rồi. À, gương mặt bầu bỉnh. Bầu bỉnh dễ thương. À, bầu bỉnh với bầu bì khác nha. Là. Còn cái quà gì để tặng cho bạn gái luôn kìa. Xin phép chương trình. Đi đâu nữa? Trời ơi. Kìa kìa. Trời ơi, cái gì vậy? Cứ lo tới mức vậy luôn. Cái kệ do công ty anh làm, tính chính tay anh làm. Cái này thì em có thể để sách vở hay đồ trang điểm. Cảm ơn anh ạ. Anh gửi em. Em ăn cay lắm, nhưng mà giờ hiện tại em chưa bỏ được. Nếu mà quen anh có bắt em bỏ không? À, rất là đơn giản thôi mà. Một bữa ăn thì em có thể bỏ một phần ớt thôi, còn phần để lại để anh. Mà không thì em ăn hết anh cũng được. Em có muốn lập gia đình chưa? Em nghĩ lập gia đình á, thì không phụ thuộc hẳn vào người con gái, mà là người đàn ông của cô ấy. Nếu mà người đàn ông của cô ấy cho cô ấy đủ bình yên,
an toàn và yêu thương thì chắc chắn người đó sẽ đồng ý. Anh hỏi em muốn chưa, chứ anh chưa nói là anh thể hiện như nào. Tất nhiên là anh phải tốt là em không, ví dụ nhưng mà em muốn, nhưng mà người đàn ông của em không tốt, không ấy thì, nhưng mà anh đang muốn em cơ mà. Anh nói là anh đang muốn cưới em thì bây giờ anh làm thế nào để cưới được em? Và thế em mà anh... xác định cưới anh chưa, ví dụ là như vậy. Thế bây giờ anh có muốn cưới chưa? Anh rất là muốn rồi mà. Muốn cưới em chưa? Anh đang hỏi là anh muốn cưới em rồi đấy. Dạ. Vậy thì em sẽ coi anh thể hiện như thế nào. Nếu mà anh thể hiện ok thì chắc chắn em đồng ý. Em vẫn chưa trả lời là muốn chưa. Muốn rồi, muốn rồi mới lên đây ạ. Rồi, quan trọng là em đó. Rồi, chúng ta hãy chứng minh bằng những cái gì nó diễn ra sự thật. Và nếu như bạn gái tin tưởng vào điều đó thì tôi nghĩ rằng hôn nhân sẽ đến rất là sớm ha. Rồi, mình đặt tay nút bấm đi các bạn. Đặt tay vào nút bấm. Suy nghĩ thật kỹ nhé và đưa ra quyết định của mình. Từ nãy giờ chúng ta cũng đã có được một cái thời gian để trò chuyện, để hiểu nhau một phần nào. Quyết định là ở hai bạn và bấm nút là để tìm hiểu, để tiến tới hôn nhân. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Chúng mình bắt đầu từ bây giờ các bạn đã chính thức hẹn hò với nhau. Và chúng ta không thể thiếu nụ hôn đầu tiên để chứng minh cái điều mà nãy giờ chúng ta nói thật. Xin phép hai bác với gia đình cho con thể hiện cái tình cảm ban đầu của mình với em. Tự nhiên thì con thấy chưa. Đây. Đây. Mời bạn nam. Trời ơi, hợp với cái ghế quá ha. Dạ. Mời bạn nữ. Bây giờ thì các bạn giới thiệu về mình đi. Mời em gái ngồi. Dạ, em xin giới thiệu bằng một chương trình phát thanh nè. Rồi. Hả? Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh Xã Nhà. Trong chương trình hôm nay, xin gửi đến quý vị và các bạn một thông báo rất quan trọng. Sở dĩ nó quan trọng là vì nó liên quan đến hạnh phúc của một cô gái. Đó là thông báo tuyển người yêu của một cô gái tự giới thiệu về mình như sau. Em tên là Đỗ Thị Hoài Tâm. Em là một cô gái có ngoại hình đẹp nhưng đẹp. Và mọi người buộc phải công nhận cả hai điều này. Được. Mặc dù năm nay em 30 tuổi nhưng em có rất nhiều fan nhí. Điều này chứng tỏ em trẻ hơn so với tuổi nên chưa được tính là già, chỉ là em hơi ế chút thôi. Em hiện đang công tác tại Ủy ban Nhân dân xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi. Ngoài công việc chính là nhân viên văn phòng thì em còn là cộng tác viên của đài truyền thanh huyện Củ Chi. Khả năng nói, đọc, dẫn chương trình của em thì không vấn đề gì, chỉ có khả năng ca hát là cực kỳ có vấn đề. Nó đạt đến trình độ tra tấn người khác rất cao. Em có rất nhiều tính tốt, chẳng hạn như hay giúp đỡ người khác, nấu ăn thì cũng biết chút, nhiệt tình, trách nhiệm dưới công việc. Tính tình thì vui vẻ, hòa đồng, đặc biệt là chung thủy. Sự thật đã chứng minh điều này, em đã chung thủy với cái ế gần 5 năm rồi. Bây giờ em muốn chia tay với cái sự ế, nên hôm nay em quyết định đến chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò để thông báo tuyển người yêu. Hay quá. Tuyệt vời. Đài phát thanh này duyệt. Hay quá chừng. Đầy đủ thông tin chưa? Và bây giờ tới đài phát thanh truyền hình bên Nam đó mà. Em xin giới thiệu, em tên là Nguyễn Quang Huy. Năm nay em 30 tuổi. Em đến từ Thủ Đức. Công việc hiện tại của em là viên chức nhà nước. Em cũng đang công tác trong Sở Lao động Thương binh Xã hội thành phố. Thì cái công việc chính của em là nghiên cứu về thị trường lao động. Nhưng mà trong những cái năm vừa qua thì cái sự ế nó đeo bám em, cho nên em sẵn em nghiên cứu luôn cái thị trường ế. Thì em thấy cái độ tuổi của em là nó rơi vô cái độ tuổi ế rồi, cho nên là em phải chạy lên đây. Dạ, cảm ơn chương trình. Em có những ưu điểm, khuyết điểm gì? Dạ, ưu điểm của em là sống tình cảm. Cái tính em thì nó cũng thật thà. Nhưng mà nhiều khi thì cái ưu điểm mà lớn nhất của em cũng là cái khuyết điểm của em là em bị ga lăng quá mức á. Cho nên người ta cứ tưởng đâu là em có bồ, em có vợ rồi. Cho nên là giờ không ai ngó tới em. Ế gần chết, ế gần chết. Ế gần chết. Cái này em cũng giống anh á anh. Em nói em không có bồ, không ai tin hết á. Trời ơi, lai mạnh luôn nha.
cặp này có bộ ổn à, Lanh à. Bây giờ vô cái tình trường đi, để cho biết có kinh nghiệm không. Bây giờ em gái nè, mấy mối tình rồi? Dạ em, tình trường của em hạn chế lắm, em chỉ mới trải qua một mối tình. Một mối tình, được mấy năm? Dạ chắc khoảng một năm ạ. À. Lý do sao chia tay? Dạ chắc tại chân em ngắn. Vậy lúc đầu sao ta quen? Là thì bạn đó nói là bạn đó không có chơi đẹp, nhưng mà đều thích chân dài hơn. À, bị tình phụ phải không? Đau lòng. Đau lòng quá ha. Dạ. Rồi bên kia bạn trai mấy mối tình rồi cưng? Thực tế thì có ba mối tình à. Hiện tại thì em ấy chắc cũng 2-3 năm nay rồi à. Người yêu cũ thì đi lấy chồng, chồng là người đứa bạn thân. À, em ăn hổ. Sao gấp 10 lần bạn luôn á. Bây giờ bỏ qua cái đó đi, chúng ta đến với con người mới, mối tình mới. Em gái dạ. Muốn tìm người bạn trai như thế nào? Ế quá nên cô không có dám có yêu cầu gì nhiều hết chị. Nhưng mà bạn đó thì phải cao hơn em chứ, mà cỡ như em ai coi cho. Em cao mấy? 6-7 á em. Dạ, một trong những cái bí mật mà em không hay nói với người khác đó là chiều cao của em. Nên anh Linh cũng thông cảm. Thông cảm rồi, anh hiểu rồi. Bên đây 6-7 đó. Rồi còn gì nữa không? Em thì thích bạn đó là sống có tình cảm. Em không thích những bạn nam gia trưởng có tính đàn bà. Tại vì nói chung là em coi vậy chứ tính em nó cũng men lắm. Nhưng mà điều bạn nam bên kia yên tâm, bữa nay ngoại tạo hình của em rất là duyên dáng. Anh mà không tin thì có thể nhờ anh Quyền Linh sang kiểm chứng trước. Ai tạo hình qua cho coi em? Tạo hình bển sao nha. Ai tạo hình cho em? Hả? Tạo hình. Bây giờ vấn đề trước khi qua đó coi sao á, là anh hỏi em là em thích bạn gái như thế nào. Dạ bạn gái mà nói là quê Củ Chi là em thích rồi đó. Ừ, Củ Chi đất thép thành đồng. Rồi thích gì nữa? Thích bạn gái, nói chung là tại em cũng thuộc dạng em ế quá rồi, thì nói chung là nhìn được là được. Được là được. Dạ. Dễ quá ha. Dạ em dễ tính. Rồi để anh coi bạn gái bên đây coi. Tạo hình duy dạng. Rồi em tạo hình rồi đó hả? Gái Củ Chi đất thép thành đồng đây ha. Dạ nên ngoại hình của em cũng thích nghi với điều kiện sống ở địa đạo. Chết rồi, eo vậy sao em chui địa đạo được anh? Bên đây nó không có thích hợp với địa đạo. Ế quá rồi, làm luôn đi. Hốt luôn đi. Trời ơi, bự quá vậy. Không được nhỏ thôi chị. Cười duyên dáng quá ha. Dạ. Có tính đàn bà không em? Dạ không chị. Rồi mình có đàn bà không? Dạ không, em là chuẩn men. Chuẩn men, chuẩn men. Chắc không? Chắc luôn. Sao tôi thấy cái giọng nói chuyện cũng đãi đãi dữ vậy? Dạ tại tính chất công việc nó vậy. Ủa tính chất công việc khiến cho cái giới tính mình nó lung lay hay em? Không có lung lay chị. Có lung lay không? Không. Súng. Chắc chắn. Chắc chắn. Lấy gì để chứng minh được điều đó? Dạ để bạn nữ kia kiểm chứng vậy. Tôi đứng đây mà tôi nghe mùi dầu thơm không mà không biết là em sức hay cô bên này sức. Dạ chắc bên em. Kia thì đó. Mặc áo thì cũng chói ha, dầu thơm thì bát ngát, miệng nói thì đãi đãi. Cái vậy mà rồi là cái này em tự kiểm tra nha. Chị chỉ kiểm tra được cái sơ bộ thì chị thấy là hơi đãi, còn cái nội bộ là em phải tự chịu trách nhiệm nha cưng nha. Mình hỏi ý kiến người thân đi em. Hôm nay em đi với ai? Em đi với chị gái với lại cô đồng nghiệp, dạ là bà ngoại trong cơ quan của em. Mời chị. Trước hết thì em cũng xin chào hai MC, chị Cát Tường với anh Quyền Linh. Chào quý vị khán giả. Dạ em chào chị. Thì em gái thì cũng dễ thương, nhưng mà nó cũng ế lắm rồi. Cho nên mới lên đây dẫn trình. Còn em trai bên này thì cũng vui vẻ, dễ thương. Và hai em thấy hai đứa cũng hợp với nhau là cùng ế. Cho nên hãy nhấn nút cho nhau cơ hội thì mình tìm hiểu. Chị thấy mặt trước rồi, chị nhìn sơ kiểm tra giới tính giùm em. Nói chung là chị thì cũng nhìn thì cũng mặc áo màu hồng. Áo đỏ chị, áo đỏ chứ mấy hồng chị. Màu hồng là nặng lắm rồi đó. Dạ. Mời đại diện đàn trai. Trước hết tôi xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Và xin chào anh Huyền Linh cũng như chị Cát Tường. Dạ. Ở đây. Hôm nay tôi rất là vui để được dự chương trình này. Với nhận xét của tôi với bạn gái đang ngồi đây á thì rất là dễ thương. Dạ con cảm ơn cô. Huy, hãy cho hai đứa có cơ hội tìm hiểu nhau và hãy nhấn nút cho nhau được. Dạ, không? Cảm ơn mẹ. À rồi. Hôm nay là có mẹ. Rồi bây giờ là hai bạn tiếp xúc với nhau để cảm nhận về nhau nha. Mở rào. Rào làm sao mà rồi đây? Dạ em chào. Tặng dạ. Bạn hoa. Dạ em cảm ơn. Dạ em cũng có món quà không tặng lại anh. Anh em đi chứ bạn gì ở đây đâu phải sinh hoạt đoàn nữa đâu mà bạn chị. Dạ cái này là đặc sản Củ Chi của em. Cảm ơn. Dạ là củ mì, còn khi nào anh bấm nút thì giờ em dẫn về Củ Chi em đãi ăn thịt bò sao. Được, thích quá.
Rồi, cảm nhận về nhau đi các bạn. À, lúc nãy mình nói chuyện thì em thấy nó có vẻ nó hợp hợp á. Nó hợp lắm luôn á. Em vượt quá sự mong đợi của anh. Rồi, còn bạn gái, cảm nhận về bạn trai thế nào? Dạ, gặp bạn trai thì em thấy hơi nguy hiểm ạ. Tại em quê Củ Chi mà dắt anh về mà với cái áo đỏ thì nguy hiểm anh. Anh sẽ đổi màu áo. Đặc sản Củ Chi em ngoài củ mì còn có bò tơ Củ Chi mà. Nên lần sau về Củ Chi mình đổi màu khác nha. Đổi màu hồng nha, đổi màu hồng nha. Anh nghĩ là bữa nay mình có nhấn chuông cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau tiếp không ạ? Nhấn liền, nãy giờ là muốn nhấn lắm rồi đó mà lại chưa giờ nhấn rồi. Nếu anh mà đồng ý nhấn chuông á thì anh thực hiện giùm em một việc. Em cứ nói. Dạ, đó là anh đừng có hôn em trên sân khấu theo lời của MC. Ok. Đâu có được, vậy là đừng nhấn chuông. Ở đây nhấn chuông là bắt buộc phải hôn, còn không hôn thì đừng nhấn. Nhấn nút hẹn hò chứ làm gì có nhấn chuông. Nhấn nút là buộc phải hôn hả chị? Đúng rồi. Anh đó. Sẽ lấy tay anh che lại. Tao tự nói vậy thôi chứ em cũng thích. À, được. Bây giờ có món quà gì hát gì cho nó vui lên. Xin hát một khúc thôi nha chị. Thì cái bài này nó nói chung là nó cũng tình cảm. Vì nếu em cần một bờ vai em, nếu em cần những phút bình yên, anh sẽ đến ngồi kề bên em. Khi em khóc do nước mắt chưa chan, dấu phong ba anh sẽ đến với em. Cho dù không làm em cười, anh sẽ đến để được khóc cùng em. Dạ hết rồi chị. Ông lựa bài hát cũng cá tính ghê á. Rồi em gái, em có món quà gì tặng ảnh nữa không? Dạ bài thơ này cũng là cái tâm sự của em. Bài thơ có tựa đề là đi tìm nửa của mình. Tôi đang đi tìm cái nửa của tôi và tìm mãi đến bây giờ chưa thấy. Nửa của tôi ơi, anh là ai vậy? Anh nè. Sao để tôi tìm mãi tên anh? Trời dần buông thành phố vào đêm, săn cỏ hàng cây từng đôi ríu rít. Họ không biết hoặc không cần biết nửa của mình, nhưng nào phải của mình đâu. Không phải nửa của mình, chẳng phải nửa của nhau. Thì Thượng Đế ơi, xin người đừng bắt con lầm tưởng, bởi con biết khổ đau hay vui sướng trong tìm nửa của mình. Tôi đang đi tìm cái nửa của tôi, và ở đâu đó trên trái đất này, anh cũng đang tìm tôi như thế. Chỉ có điều ta chưa nhận ra nhau. Hy vọng sau chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, chúng ta sẽ cùng nhau ra về. Hay quá. Rồi. Rất là nhiều người đang theo dõi các bạn. Mình dạ, đã ế một thời gian dài rồi ha. Mình bấm nút là mình cho cái duyên mình đi. Cho nên cần phải suy nghĩ thật kỹ nha các bạn. Quyền quyết định là ở các bạn. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, mời con gái đó. Rồi đó, làm gì làm đi. Nắm tay nhau đi. Bây giờ xin phép gia đình đó. Dạ. Mình làm thủ tục đầu tiên đi. Xin phép ngoại, xin phép chị cho con hôn một cái.